chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của tôi. Hôm nay là ngày thứ 3 tại Hàn Quốc. Khi mà mình mới vừa bước ra khỏi nhà thì mình đã phát hiện một điều là tôi đã thở ra khói rồi. Thở ra khói thú vị lắm. Tại Việt Nam của mình là hầu như là không bao giờ có thể thở ra khói được. Có ngoài Hà Nội thì quả may có thể thở ra, Hàn Quốc thì thở ra rồi nè. Hôm nay thì tụi mình sẽ đi Lotte World, thì phải ở một công viên giải trí Hàn Quốc. Ở Việt Nam thì né nắng như né tà, và bên đây là tìm nắng để mà chui vô. Cái thời tiết này mà hát nhạc Bill Goblin, cái gì I will go like the first down gì đó. Mình nói tiếng Việt có thể nói lớn được, nhưng mà mình nói tiếng Hàn thì người ta sẽ nhìn mình tại vì mình nói sai. Nhục quá. Xin chào các bạn, mình sắp đi vô Lotte World rồi. Đây là vé. Và theo mình nhận định khi mà bước vào Lotte World là đây là những bạn học sinh cấp 2, cấp 3 gì đó rồi đấy. Thế nhưng mà nhận định con gái không đẹp, nhưng mà da thì đẹp. Da thì rất là căng mình. Nhưng mà con trai thì ai cũng đẹp trai hết, kể cả cái anh bảo vệ sau lưng mình cũng đẹp trai. Trời nam thân. Để mình đi vô Lotte World, mình kiếm cách quay cho các bạn. Cái cả anh bảo vệ cũng đẹp trai nè, ai cũng đẹp trai hết. Trời ơi, anh bảo vệ cũng đẹp trai nữa. Các bạn ơi, mình có, ở đây mình có thể nói một cách lớn mà mình không sợ ai nghe, mình không ai hiểu cách. Ui, cái gì vậy? Tụi nó chạy vô trọng hả? Dạ. Mà, warning, warning. Ủa, warning tại sao lại vô? Wow. Mình bước chân vào Lotte World đó chính là cái gì đó không biết. Combat Spread. Thật ra mình không biết nó là cái gì ở trong đấy nữa. Thấy người ta đứng đồng và dùng này được gọi là, theo có được trên gọi này là chó bồ không ta? Theo trên này á, nó sẽ là một chuyến du hành trong không gian tối. À, chắc là đeo kính hay gì đó hả ta? Không em. Như là em biết dòng sen không? Có. Em đi tàu lượn mà trong chỗ tối thì là tối, thì thấy mấy ngôi sao à, chứ chứ chứ. Cái đó à được, ra làm thơ. Thôi vậy không bận được. Em gái thơ. Đi ra ngoài vũ trụ. Em có thể sống luôn rồi. Ê ơi. Có thể sống được không? Có thể sống được không? Much, much later. Mình đã chơi game xong rồi đây. Tại vì cái hồi nãy là không cho quay cho nên mình không có cầm điện thoại mà quay được. Mình nghĩ cái đó cũng là điều đúng đắn á. Tại vì ở trong đấy nó rất là giật. Nó giật, nó quay vòng như thế này. Thì nếu như mà cầm điện thoại cho nó rớt hồi nào không hay luôn á. Chào hồi nãy nó có tên là cái trái bí đó đó. Comet and Break. Bạn nào tên Lotte World thì nhớ chơi trò này nhá. Trò chơi đúng vui luôn. Giờ mình sẽ tiến tới trò ngôi nhà ma. School of the Dead. Yeah, School of the Dead. Much, much, much later. Hello các bạn. Đây là một cái trò duy nhất ở đây, duy nhất trả thêm tiền và duy nhất hấp dẫn nhất ở đây. Đó chính là School of the Dead. Wow. À, đây là một trò chơi mà mình vô và các bạn thấy kết quả là mình bị u cục ở đây nè. Mình bị khúc cuối quốc một cái bát vô một cái đầu. Các bạn nghe tên là các bạn cũng biết là nhà ma rồi đúng không? Thì
mình xin nói một tí là cái anh giả ma đẹp trai quá. Lúc mà anh ra anh hụ mình thì mình còn có thể nhìn được một chút với cái khuôn mặt của anh hơi bị đẹp trai. Ở nơi này là mấy bạn có biết không, trai đẹp quá trời luôn, nhìn đâu cũng thấy trai đẹp hết. Và bạn nào có tới Lotte World Hàn Quốc thì nhớ đi kiểu School of the Dead đó nhá. Hình như là 12 giờ mới mở cửa và 5.000 won một lượt đi. Bây giờ tụi mình sẽ đi đến Aquarium. Aquarium. Aquarium là thủy cung, là nơi của bố mình. Về thăm quê hương của em đó Nabi. Biết chỗ này chỗ ở ngoài không? Chỗ chị Thủy. Thủy cung là cái cung của chị Thủy. Ồ, cung của chị Thủy. Ủa, không phải là nhà em nhánh Hàn Quốc hả? Đúng rồi, nhà em. Cái này tại anh Kero nói tào lao thôi. Cha ta là president, ta là VCB, cho nên this is my home. Ok. Yo. Là cá ngọt, cá nước ngọt. Cá ngọt ngào. Cá ngọt. Cá ngọt. Kính thưa các bạn, đây là con cá khủng long. Gì nó giống con ngọc quá hơn. Cá này đúng dễ thương luôn á. Nhìn nó cứ cưng cưng sao á. Bây giờ mình sẽ xem biểu diễn sư tử biển. Wow. Trời ơi.